Vẻ đẹp của lò hoa Tuyết Nhung này. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh HKT Vlog. Nay anh em ở nhà làm một chuỗi video dài. Mời mọi người cùng chiêm ngưỡng lá búp hoa về lò hoa Tuyết Nhung này. Cùng anh em HKT Vlog. Đây là cái búp của nó này mọi người. Cái thân của nó có nhiều cái lông. Đây là lá, nó dễ nhầm lẫn với lại cái cây kim tuyến á mọi người. Đây là búp của nó sắp bung này mọi người. Bông của nó màu trắng. Cánh nó đáng tin luôn á mọi người. Cái nhị của nó vàng mà ngửi nó thơm phê lắm. Thì cái loại này thì mà anh em vlog mình đi lái về cũng khá là nhiều. Mình lên video để cho mọi người chiêm ngưỡng. Sẵn dịp Tết này mình quay cho mọi người ngắm xem. Để chia sẻ cho mọi người để được biết đến cái dòng cây lan Tuyết Nhung này. Khi nào thì mình có dịp mình gặp cây lan Kim Tuyến thì mình sẽ quay lên cho mọi người xem. Đây là khi nó nở rộ hoàn loạt này. Nó nở hoa này thì nó nở trúng y dịp Tết luôn mọi người. Trúng ngay cái dịp Tết. Người ta thường lấy cái này về để ngâm rượu hoặc là xắt nước uống đó mọi người. Mời mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp của lò hoa Tuyết Nhung này. Đây là cái những cái mà búp mà nó còn sót lại, nó đổ lại sau này mọi người nè. Sau khi lên cái video này thì tiếp tới thì mình sẽ lên video mình là lấy lan trên cây cao á. Còn cái loại này thì nó mọc ở trên rải rác theo cái dòng suối hoặc là núi rất là treo leo. Thank you.
nhớ ủng hộ kênh HKT, đăng ký kênh, like, chia sẻ. Anh em xin cảm ơn và cuối video chúc mọi người sang năm mới tràn đầy hạnh phúc, sức khỏe dồi dào. Bye bye, xin chào mọi người nha.